Xin chào tất cả các bạn. Thị trường crypto đã xuất hiện những cái dấu hiệu hồi phục tương đối mạnh mẽ trở lại sau những cái tín hiệu khởi sắc xoay quanh những cái quỹ đầu tư spot Ethereum ETF đến từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC. ETH ngay lập tức đã bật tăng 25%. Bitcoin quay trở lại mức đỉnh quanh 72.000 đô đã được thiết lập cách đây ít lâu. Toàn thị trường crypto tràn ngập một màu xanh, báo hiệu một ngày có cái dòng inflow mạnh từ những cái quỹ ETF Bitcoin, nối dài cái chuỗi ngày có dòng tiền dương lên liên tiếp lên đến con số 6. Nhìn chung á thì toàn thị trường đã có những cái phản ứng rất là tích cực đối với lại những cái thông tin mới này. Mặc dù là chỉ trước đó không lâu đã có nhiều chuyên gia cho rằng là những cái quỹ gọi là spot Ethereum ETF được thông qua trong tháng 5 cái tỷ lệ sẽ rất là thấp, thậm chí là không có. Vậy thì nguyên nhân do đâu thì mọi thứ lại thay đổi chóng mặt đến như vậy chỉ trong vòng một khoảng thời gian rất ngắn? Và liệu chúng ta có thể trông đợi những kết quả nào trong khoảng thời gian tới? Thì hãy cùng mình đi sâu vào video ngày hôm nay nhé. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Ok, trước tiên để hiểu rõ hơn về toàn bộ cái bối cảnh thì hãy tìm hiểu về những cái từ khóa cơ bản nhất trong cái câu chuyện này, đó là ETF. Theo như định nghĩa thì quỹ ETF hay gọi là Exchange Trade Fund là một cái quỹ hoán đổi danh mục được thiết kế để mô phỏng theo sự biến động của một bộ chỉ số nhất định. Thì có thể hiểu là ETF là một rổ chứa những cái loại tài sản khác nhau và có tính chất tương đồng như nhau. Ví dụ như là những cái cổ phiếu nhóm công nghệ này hoặc là cổ phiếu nhóm may mặc là một nhóm như vậy. Dĩ nhiên thì bất kỳ ai trong thị trường crypto có lẽ cũng là đều khá là quen thuộc đối với những khái niệm này rồi. Bởi lẽ là vào sáng ngày 11 tháng 1 theo giờ Việt Nam vừa qua thì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ SEC đã chính thức phê duyệt và ra mắt 11 cái quỹ giao dịch hoán đổi danh mục Bitcoin Spot của những cái ông lớn phố Wall. Trong đó có BlackRock nè, VanEck nè, Bitwise nè hoặc là Fidelity. Tương tự như vậy thì có thể hiểu một cách đơn giản thì Spot Ethereum ETF sẽ giống như là một gọi là một loại chứng chỉ quỹ của Ethereum, tức là nó sẽ mô phỏng giá của ETH ở thời điểm hiện tại. Mục đích đằng sau những cái quỹ ETF này là chính là nó cung cấp một cái phương tiện thì giúp tiếp cận cái tiền điện tử cho những cái nhà đầu tư người ta gọi là không thoải mái hoặc là gặp rắc rối đối với những cái thao tác khi mà đầu tư vào những cái loại tài sản này. Nó giúp cho họ là không cần phải thực sự phải sở hữu chúng. Thì lúc này đây á, ETH sẽ được coi như là một cái loại tài sản cơ sở hay gọi là underlying asset của cái quỹ Spot ETH ETF. Và người đầu tư có thể mua bán cái chỉ số ETH của những cái quỹ phát hành cái Spot ETH ETF này trên những cái sàn chứng khoán truyền thống, tương tự giống như là việc giao dịch cổ phiếu. Quy trình này nó sẽ giúp gọi là đơn giản và quen thuộc hơn nhiều đối với những cái nhà đầu tư so với việc là sử dụng những cái sàn giao dịch tiền mã hóa như là Binance hoặc là Coinbase. Nhìn lại lịch sử thì lần đầu tiên mà Spot Ethereum ETF xuất hiện là khi mà cái quỹ đầu tư VanEck nộp đơn đề xuất lên SEC vào ngày 5 tháng 7 năm 2021. Tính từ đó cho đến nay, mặc dù đã có đến 9 cái quỹ Future Ethereum ETF chính thức được ra mắt và đi vào hoạt động, thế nhưng SEC vẫn liên tục từ chối phê duyệt những cái đề xuất đăng ký Spot Ethereum ETF. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc SEC dưới sự lãnh đạo của chủ tịch đương nhiệm là Gary Gensler từ lâu đã bày tỏ lập trường chống lại những cái đồng coin Proof of Stake, gọi đây là một dạng chứng khoán trá hình. Kể từ sau cái sự kiện The Merge, ông Gary Gensler tin rằng tất cả những cái giao dịch ETH đều thuộc thẩm quyền của Mỹ và xem cái cơ chế staking ETH là một cái hợp đồng đầu tư chứng khoán. Một trong những lý do mà SEC viện vào nhiều nhất đó chính là ngoài Bitcoin ra thì ETH cũng như là những cái token khác trong thị trường crypto đều không thể vượt qua cái bài kiểm tra Hallway Test. Ok, bên lề một chút thì Hallway Test là một cái bài kiểm tra giúp xác định là liệu một giao dịch có được coi là một cái hợp đồng đầu tư hay không, và do đó chúng có được coi là chứng khoán hay không và buộc phải tuân thủ những cái nghĩa vụ về công bố thông tin và đăng ký với SEC theo cái đạo luật chứng khoán được ra mắt vào năm 1933 và đạo luật giao dịch chứng khoán được ra mắt năm 1934 của Mỹ. Nếu một giao dịch trên thị trường crypto được định nghĩa là một hợp đồng đầu tư và đáp ứng đủ các tiêu chí của Hallway Test thì sẽ bị xem là một loại chứng khoán. Có 4 yếu tố chính được nhắc đến trong Hallway Test như sau. Thứ nhất là hoạt động đầu tư tiền, người ta gọi là an investment of money. Thứ hai là tiền được đầu tư cho một doanh nghiệp đại chúng là common enterprise. Thứ ba là kỳ vọng thu về lợi nhuận, thường gọi là a reasonable expectation of profit. Và cuối cùng là lợi nhuận thu về từ hoạt động của một bên thứ ba khác,
hay gọi là derived from effort of others. Thật ra thì với cái đạo luật chứng khoán vào năm 1933 của Mỹ thì chứng khoán là một cái phạm trù khá là rộng và gần như là bất kỳ một thứ gì cũng có thể bị coi là chứng khoán, như là trái phiếu này, cổ phiếu, giấy chứng nhận nợ, các loại chứng chỉ tiền gửi, vân 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 vân. Chứ không phải chỉ riêng một mình ETH hoặc là những cái loại crypto. Và có vẻ như là theo SEC thì ETH sẽ giống như chứng khoán, bởi vì cái cơ chế staking ETH có lợi nhuận thu về từ hoạt động của bên thứ ba khác. Huawei Test cũng đã nhiều lần được sử dụng trong những cái vụ kiện lớn của SEC đối với lại những cái công ty trong thị trường crypto, ví dụ như là đơn vị Lending Genesis hoặc là sàn Gemini hoặc là nền tảng đầu tư Voyager và sàn Binance US, đó, vân vân. Ok, thế là quay trở lại câu chuyện hiện tại. Mặc dù là SEC đã chính thức phê duyệt cho các quỹ spot Bitcoin ETF đi vào hoạt động vào đầu năm nay, mở đường cho những cái tổ chức tài chính truyền thống lớn bước chân vào thị trường crypto, nhưng họ vẫn giữ một cái quan điểm lập trường khá là cứng rắn đối với lại ETH cũng như là những cái Proof of Stake token khác như là Solana hoặc là Ripple. SEC vẫn chưa có bất kỳ một cái dấu hiệu nào gọi là bật đèn xanh đối với lại những cái quỹ spot Ethereum ETF. Thậm chí cái sự lạc quan của cơ quan này còn giảm dần theo thời gian. Một chuyên gia phân tích là Eric Bartunas của Bloomberg đã hạ ước tính của mình về cái khả năng gọi là phê duyệt cái quỹ spot Ethereum ETF vào tháng 5 từ khoảng 70% xuống chỉ còn 25%. Chưa dừng lại ở đó, đã xuất hiện nhiều những thông tin cho biết rằng là SEC trong một khoảng thời gian qua đã yêu cầu những cái đơn vị từng làm việc với Ethereum Foundation cung cấp những cái thông tin, làm dấy lên những cái tin đồn cho rằng là Ủy ban chứng khoán này sắp sửa là điều tra cái tổ chức đứng sau Ethereum nhằm khép vào một cái lập luận cho rằng ETH là chứng khoán. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy một cái bức tranh chung có thể nói là không mấy lạc quan lắm đối với lại những cái đề xuất đăng ký spot Ethereum ETF. Thứ nhất là SEC không hề có một cái cuộc đối thoại mang tính xây dựng đối với những cái đơn vị khởi xướng những cái quỹ ETF này. Điều này khác so với cái giai đoạn tiền spot Bitcoin ETF được thông qua. Thứ hai là cái lập trường chống lại token ETH của chủ tịch SEC là Gary Gensler, người đã trong thời gian qua nhắm đến nhiều những công ty trong hệ sinh thái của Ethereum như là Uniswap hoặc là Consensus, cũng như là liên tục mập mờ trước những cái câu hỏi gọi là phân loại chứng khoán đối với lại đồng ETH. Thế nhưng câu chuyện đã thay đổi hoàn toàn 180 độ sau khi SEC đã yêu cầu những cái đơn vị đang gửi đơn đăng ký thành lập quỹ Spot Ethereum ETF nộp bổ sung cái hồ sơ 19B4. Cái mẫu hồ sơ 19B4 này được nộp nhằm mục đích là thông báo cho SEC về những cái thay đổi đối với lại đề xuất ETF và là một trong những cái tài liệu cần thiết để tiến đến phê duyệt. Có thể nói, đây là một trong những cái động thái tích cực hiếm hoi đầu tiên của SEC về triển vọng phê duyệt cái spot Ethereum ETF sau nhiều tháng dài giữ một cái thái độ gọi là cứng rắn và im lặng. Trước những cái diễn biến mới nhất này, các chuyên gia phân tích ETF của Bloomberg đã nâng cái xác suất mà cái quỹ spot Ethereum ETF được phê duyệt trong tháng 5 này từ 25% nhảy vọt lên tận 75%. Vì lý do là SEC đang đối mặt với những cái áp lực về pháp lý, yêu cầu phải thay đổi cái thái độ và lập trường của mình đối với lại token ETH. Toàn bộ thị trường crypto cũng đã bật tăng mạnh trở lại. Giá Bitcoin cũng đã tăng vọt lên đến gần 72.000 đô, tiếp sức cho đà phục hồi của toàn thị trường. Bên cạnh đó, theo thống kê từ Velodata, vốn hóa của Ethereum đã tăng đến thêm 70 tỷ đô trong rạng sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, gần xấp xỉ toàn bộ vốn hóa của Solana ở thời điểm hiện tại. Qua đó, thiết lập cái kỷ lục mức tăng trong ngày cao nhất trong lịch sử. Chúng ta sẽ khó có thể nào biết được cái câu chuyện đằng sau những cái động thái bất ngờ này đến từ SEC là gì. Nhưng đứng ở góc độ là một nhà đầu tư cá nhân, dưới đây là một vài suy nghĩ của mình. Thứ nhất là theo những cái động thái của SEC kể trên, thì mình nghĩ rằng là những cái quỹ spot Ethereum ETF sẽ sớm được chấp nhận và thông qua. Tuy nhiên, sẽ khó có thể dự đoán được chính xác rằng là sẽ là bao lâu để cái thời điểm này diễn ra, vài tuần hay là vài tháng, kiểu như vậy. BlackRock chính là cái công ty phố Wall đầu tiên khởi đầu cho làn sóng đăng ký thành lập quỹ spot Bitcoin ETF hồi đầu tháng 6 2023 vừa qua. Dẫn đến việc là chỉ sau đó 7 tháng, SEC đã phê duyệt cho đến 10 quỹ spot Bitcoin ETF được đi vào hoạt động. Thế nên mình nghĩ là cái câu chuyện của spot Ethereum ETF sẽ không kéo dài quá lâu. Thứ hai là khác với cái thời điểm mà spot Bitcoin ETF được chính thức phê duyệt và thông qua, lúc đó chưa có một cái ví dụ nào trong quá khứ để chúng ta quan sát và học hỏi. Thế nhưng lần này câu chuyện có thể sẽ khác. Mặc dù không chắc chắn rằng liệu giá của ETH sau khi mà những cái quỹ spot Ethereum ETF này được thông qua có giống như những gì đã diễn ra với Bitcoin hay không. Hồi thời điểm đó thì Bitcoin giảm khoảng 22% sau khi được thông qua,
sau đó là tăng up volume kể từ cái thời điểm đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng đây sẽ là những thứ để chúng ta có thể rút kinh nghiệm và follow theo cái structure đã diễn ra. Thứ ba là inflow và các quỹ spot Ethereum ETF sẽ lớn đến mức nào. Bởi lẽ ETH từ trước đến nay vốn luôn được coi là một cái đại diện cho phần lớn các altcoin khác trong thị trường crypto và có những cái ảnh hưởng khá là lớn đến sự chuyển động giá của các altcoin này. Lúc này đây, 1 tỷ đô inflow vào các quỹ spot Ethereum ETF sẽ cực kỳ khác so với 1 tỷ đô inflow vào các quỹ spot Bitcoin ETF. Và mình nghĩ rằng nó sẽ có tác động rõ rệt hơn rất nhiều đối với lại thị trường crypto. Và cuối cùng là câu chuyện về macro condition. Thời điểm mà các quỹ spot Ethereum ETF chính thức đi vào hoạt động, chúng ta cũng cần phải để ý đến thị trường tài chính truyền thống đang diễn ra như thế nào. Chỉ số chứng khoán S&P 500 của Mỹ đang lập mức all time high ở thời điểm hiện tại với khoảng 5.345 điểm. Vào thời điểm mà spot Ethereum ETF được ra mắt, việc mà S&P 500 đạt 5.700 điểm hay là S&P 500 rơi về 5.000 điểm sẽ có những ảnh hưởng cực kỳ khác nhau đối với lại sự chuyển động của ETH. Bên cạnh đó, chúng ta còn cần phải chú ý đến những cái thông tin bên lề như là bầu cử, chiến tranh hoặc là tương tự những thứ như vậy. Ok, video lần này đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các anh em đã xem đến cuối video. Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ Coin68 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.